Chào mừng các bạn trở lại với bản tin Giá vàng của kênh Net Media CCTV. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020. Chúc các bạn hưởng một ngày cuối tuần ấm áp bên gia đình. Thưa quý vị, tuần này giá vàng thế giới tăng đến 3,2%. Đây là một mức tăng khá ấn tượng với sự hỗ trợ rõ ràng từ cuộc họp của Fed. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng đứng ở mức 1.730 đô la trên một ao, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Ở trong nước, giá vàng SJC được doanh nghiệp neo ở mức cao dù xu hướng bán ra của nhà đầu tư nhiều hơn kể từ sau dịch Covid-19. Theo ông Lê Trí Thông, tổng giám đốc BNG cho biết, xu hướng nhà đầu tư bán vàng nhiều hơn từ sau giai đoạn giãn cách xã hội. Khi người dân và nhà đầu tư đều tăng bán vàng, doanh nghiệp vàng phải chuẩn bị đủ nguồn tiền mặt để mua vào và đáp ứng yêu cầu về thanh khoản. Trước tiên, mời các bạn xem bảng giá vàng của ngày hôm nay cập nhật vào lúc 10 giờ. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội vào 48.500.000 đồng một lượng, bán ra 48.650.000 đồng một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 150.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết mua vào 48.500.000 đồng một lượng và bán ra 48.700.000 đồng một lượng. Chênh lệch mua và bán là 200.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng niêm yết chiều mua vào 48.470.000 đồng một lượng, chiều bán ra 48.720.000 đồng một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 250.000 đồng một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội mua vào 48.420.000 đồng một lượng, bán ra 48.790.000 đồng một lượng. Chênh lệch mua bán là 370.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết chiều mua vào 48.420.000 đồng một lượng, chiều bán ra 48.770.000 đồng một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 350.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng niêm yết chiều mua vào 48.420.000 đồng một lượng, bán ra 48.790.000 đồng một lượng. Chênh lệch giữa mua và bán là 370.000 đồng một lượng. Công ty vàng BNG niêm yết cùng một mức giá tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và ở Đà Nẵng. Cụ thể, chiều mua vào 48.500.000 đồng một lượng, chiều bán ra 48.750.000 đồng một lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 250.000 đồng một lượng. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại Hà Nội, chiều mua vào 47.880.000 đồng một lượng, chiều bán ra 48.430.000 đồng một lượng, giảm 30.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, và chênh lệch giữa chiều mua chiều bán là 550.000 đồng một lượng. Giá vàng IGC niêm yết tại Hà Nội, chiều mua vào 48.480.000 đồng một lượng, chiều bán ra 48.680.000 đồng một lượng, chênh lệch giữa mua và bán là 200.000 đồng một lượng. Tiếp theo bản tin là một số thông tin về thị trường vàng thế giới. Thưa quý vị, giá vàng thế giới đóng cửa ở mức 1.730 đô la trên một ao, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Giá vàng thế giới hiện quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 48.600.000 đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SJC ở trong nước. Theo nhà phân tích thị trường, một yếu tố đã hỗ trợ giá vàng trong tuần qua là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vào ngày 10 tháng 6 đã bác bỏ khả năng tăng lãi suất trong vài năm tới và có thể thực hiện chính sách nới lỏng định lượng trong tương lai gần. Trong phiên ngày 10 tháng 6, giá vàng giao ngay tăng gần 1%, chạm mức cao nhất trong tuần sau khi Fed giữ cam kết sẽ xoa dịu những tổn thương kinh tế do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Kết thúc phiên này, giá vàng tăng 0,8% lên 1.728,76 đô la trên một ao. Trước đó, giá vàng đã tăng lên 1,2% lên ngưỡng 1.714,78 đô la trên một ao trong phiên ngày 9 tháng 6, khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi các dữ liệu rõ ràng hơn về tình trạng kinh tế và các gói kích thích tiếp theo mà Fed có thể đưa ra trong cuộc họp chính sách. Giá vàng khép lại tuần này với mức tăng 3,2%. Ở một khía cạnh khác, 1.542 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, thấp hơn một chút so với mức 1.550 triệu đơn và thấp hơn ngưỡng 2.300 triệu tuần trước đó. Điều này cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đang tiếp tục xu hướng cải thiện và là dấu hiệu đáng khích lệ khi người lao động quay trở lại với công việc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ủng hộ nhà đầu tư chốt lời vàng.
Chuyên gia cũng cho rằng giá vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi một số yếu tố như những lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai và bất ổn địa chính trị gia tăng. Quay trở lại trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 14 tháng 6 năm 2020. 1 đô la Mỹ bằng 23.222 Việt Nam đồng. Và sau đây là tỷ giá mua bán của một số đồng ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết. Xin mời các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin giá vàng của kênh Net Media CCTV. Mời các bạn đăng ký kênh để nhận nhanh thông tin giá vàng hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin vào ngày mai.